Tập 14. Đại hội Lộ Thiên chính thức bắt đầu. Mời Huyền Trang Pháp Sư an tọa. Mời các vị an tọa. Pháp Sư Đại Đường dựa luận này tuyên thị tăng tục: nếu vị nào bác bỏ được một chữ trong kinh luận, nguyện lấy đầu cảm tạ. Các vị tăng tục, xin nghe ta nói lại một lần nữa. Pháp Sư Đại Đường dựa luận này tuyên thị tăng tục: nếu vị nào bác bỏ được một chữ trong kinh luận, nguyện lấy đầu cảm tạ. Trong đại hội lần này, Pháp Hiền Đại Sư thay Huyền Trang Đại Sư tuyên đọc luận văn phá ngộ kinh luận của Ngài. Tăng tục có mặt, ai ai cũng thấy kinh ngạc. Pháp Sư Đại Đường dựa luận này tuyên thị tăng tục: nếu vị nào bác bỏ được một chữ trong kinh luận, nguyện lấy đầu cảm tạ. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, có vị tăng tục nào có thể lên biện luận không? Huynh thử đi. Huynh thử thôi, đi. Huynh thử đi. Huynh thử đi. Huynh thử được mà. Huynh thử đi. Huynh thử, thử đi đâu có sao đâu. Huynh thử đi trước đi. Thầy là huynh thử đi. Lên thử đi mà. Huynh lên đi. Huynh cứ lên đi. Phá ngộ kiến luận, nghị luận nghiêm cẩn, đâu có điểm nào để nói đâu. Ngày mai đã là ngày thứ 18 rồi, chắc không ai dám biện luận đâu. Đúng là xấu hổ thiệt. Cũng tại chúng ta chỉ học một tông, không phục cũng không được đâu. Phải rồi. Thì đó, đúng là không có gì để nói cả. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng là cao tăng mà. Đúng chứ sao nữa. Là cao tăng đó. Xin Pháp Sư dẫn cho. Xin Pháp Sư nhận cho. Xin Pháp Sư nhận cho. Xin Pháp Sư nhận cho. Chúng tôi đã phục đại trí đại đức của Pháp Sư, xin tôn ông làm Đại Thừa Thiên. A-di-đà Phật. Ngài đúng là cao tăng. Đúng rồi. Uyên thâm. Chứ còn gì nữa. Học thức của Ngài uyên thâm như biển. Sau khi bàn bạc với nhau, tôn Pháp Sư làm Giải Thoát Thiên. A-di-đà Phật. Đúng là cao tăng. Không ai biện luận là được. Đúng rồi. Đã qua 18 ngày Đại hội Lộ Thiên bây giờ kết thúc. Kết thúc rồi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Giải tăng.
không ai dám biện luận gì hết. Đúng rồi, đúng ai dám đâu. Làm sao dám? Không thể bác bỏ thuyết của ngài nữa. Đúng rồi đó. Thì đúng. Sao sư phụ thức giấc gặp ác mộng sao? Thầy không giấu con, mấy ngày nay ta cứ nằm ác mộng, tất cả đều mơ thấy việc hồi quốc. Có thể là do quá nhớ quê nhà cũng nên. Mấy ngày nay sư phụ ăn ít cơm, chắc cũng vì nguyên nhân này. Tiểu hầu tử thật là tinh ranh, hiểu được nỗi lòng của sư phụ. Cũng nên quay về thôi. Tính ra sư phụ đi đã được 15 năm rồi. Lúc đó 29 tuổi, bây giờ trở về đã 44 tuổi rồi. Từ tuổi trẻ đã bước sang trung niên rồi. Quay về còn nhiều việc nữa. Họ có đồng ý để người đi không? Hai con hãy sắp xếp gọn gàng kinh sách pháp khí, chuẩn bị hành lý. Ta sẽ chọn ngài và sẽ nói rõ với đại dương. Hả? Sư phụ, nhiều đồ như vậy hai con sợ mang theo không hết. Vậy hãy nói Ngộ Tuệ hô biến ra mười mấy con voi, chúng ta sẽ cùng cởi voi về, hả? Huyền Trang Pháp Sư xuất phát từ công nguyên năm 642, 24 tháng Giêng năm 645, công nguyên, đến bờ Tây ngoại ô Trường An. Lúc này, đúng lúc Đường Thái Tông trinh quan năm thứ 17 đến năm thứ 19. Trên đường đi, ngài Huyền Trang đã tăng thêm 3 tuổi. Ngài đi qua Tây Đột Quyết và Tây Sương. Hai vị Ân Dương đã nước mất người vong.
không thể báo đáp. Kinh quyển Y Từ Trung Á, Ngũ Ấn Độ Thỉnh Về gồm 657 bộ và âm danh, tính danh, y danh, các loại chân phẩm văn hóa ở Ấn Độ, và còn mang về tượng Phật và pháp khí quý hiếm, nhưng lại không mang gì về cho chính bản thân mình. Năm đó, Ngài tự ý xuất quan. Hôm nay, Thái Tông sẽ đối xử với Ngài như thế nào? Đường Thái Tông càng kính lễ với người giữ lời quay về như Huyền Trang Pháp Sư, đặt phái quân sĩ ra nghênh tiếp. Hôm ấy, thành Trường An từ Chu Tước Môn đến Hồng Phúc Tự, trong vòng 10 dặm, quân dân xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, hương hoa thơm lừng vạn người chào đón. Ngày 1 tháng 2, theo chiếu Hoàng đế, hành trình tính đạo đến Lạc Dương. Huyền Trang Pháp Sư đã trở về rồi. A Di Đà Phật. Pháp sư trở về rồi kìa. Pháp sư về rồi. Pháp sư đã về rồi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, vị đại thần nào có việc cần tấu? Thần Trịnh Thiện Quả cần tấu. Trịnh đại nhân cứ nói đi. Bệ hạ, thầy của Huyền Trang đại sư là Tam Huệ xin cầu kiến. Hả? Mau mời vào đây. Mời Tam Huệ Pháp Sư lên điện.
thần tăng bái kiến hoàng thượng. À, mau mời sang ngồi cạnh trẫm. Mời. Trịnh đại nhân. Dạ có. Khanh qua đây. Dạ. An tọa. Tạ hoàng thượng. Phùng đại nhân, trưởng tôn đại nhân tới. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Bình thân tạ hoàng thượng. Phòng Ái Khanh, trưởng tôn Ái Khanh, các khanh có việc cần tấu có phải vậy không? Đệ hạ anh võ thánh minh, hùng tài đại lược, dẹp loạn quần hùng kinh tứ hải, làm cho quân địch phải khâm phục, trị vì thiên hạ, làm gương hậu thế. Phật đồ đãi y nhi thực, đãi thiền nhi y, xuất thế tiêu cực mà cầu nhân quả báo ứng, có ích gì cho việc trị vì thiên hạ chứ? Lão đại nhân quá nóng nảy rồi, ngôn từ phải thận trọng. Trưởng tôn đại nhân, bệ hạ nâng đỡ Sa môn là một đại sách trị vì thiên hạ lâu dài, trong đó được mất đương nhiên cẩn thận. Huyền Trang đại sư quan diệu quốc môn, đưa danh tiếng đại đường giang xa, lập được công lớn, sao trưởng tôn đại nhân không nghĩ lại? Trưởng tôn đại nhân tháp tùng tiên hoàng lập nghiệp, chịu nhiều gian khổ, thuyết trình hùng hồn cũng có tình lý, nhưng mà thời kỳ có sự thay đổi, bệ hạ chán ghét tu văn Phật pháp ăn sâu lòng người, nên có thể nói rằng thuận theo tự nhiên theo một góc độ là cách trị vì thiên hạ của một minh quân. Khải bẩm bệ hạ, phòng thừa tướng nói rằng pháp sư lập công lớn, chỉ e Huyền Trang hoàng triều đạo Phật càng thịnh hơn, rồi như lửa cháy thêm dầu, mang đến đại họa không chừng. Mong bệ hạ suy xét lại. Từ sớm trẫm đã nói rõ với Phật môn, trẫm dùng vào việc trị quốc, ta hiểu rõ từ trước. Trưởng tôn Ái Khanh, những lời của khanh là nghe ai nói vậy? Thổi bụng lên ngọn lửa vô minh vậy chứ? Khải tấu bệ hạ, đó là chủ ý của thần, không liên quan tới ai cả. Thần không phải là con vẹt. Hả? Cách đây không lâu, không phải khanh còn khuyên ta hưng Phật sao? Hả? Có phải tâu chương của thái sử lệnh phó nghĩa đã tới tay ông? Ái Khanh tuy tên là vô kỵ, nhưng cũng phải cẩn thận quả từ miệng mà ra. Phó nghĩa quả đúng là một chiến sĩ, nhưng tính tình đa nghi, vẫn có thể rắp tâm hại người. Người đâu? Dạ. Gọi Vũ Văn Hóa Thành đến đây. Gọi hình bộ đưa Vũ Văn Hóa Thành đến. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vũ Văn, khanh biết tội chưa? Hạ quan không biết đã phạm tội gì xúc phạm đến Long Giang. Đây, tự mà xem đi. Bệ
hạ tha tội, bệ hạ tha tội, tiểu thần biết tội, tội tiểu thần đáng chết. Vũ Dật, năm xưa Quyền Trang xuất quan, ông cố tình cản trở, còn tự thảo văn thư truy giết ngài. Nếu không nhờ Lý Đô Đốc, dù 100 Quyền Trang cũng tiêu rồi. Ông làm quan thì nịnh hót hoàng thượng, tranh giành mỹ nữ, hại chết cả nhà Trần Tuệ. Nay ông lại gieo họa cho đại thần, cản trở Quyền Trang hồi triều. Ông tội ông đáng chết. Ông còn gì để nói nữa không? Vũ Văn, ông đã biết tội của ông chưa hả? Cho dù bây giờ có giết chết ông thì cũng sẽ để lại tiếng xấu ngàn năm. Còn không mau đưa ra trảm. Bệ hạ, Quyền Trang pháp sư đã đợi bên ngoài khá lâu rồi. Hả? Sao khai không nói sớm? Còn không mời vào. Thần không dám chen vào thưa bệ hạ. Cần nói như vậy, vậy là trẫm không đúng rồi. Không dám, không dám. Người đâu, lôi ra ngoài trẫm. Dạ. Đi. Bệ hạ tha mạng. Đi, đi. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng. Đi. Bệ hạ, xin tha mạng. Bệ hạ, đao hạ lưu nhân. Bệ hạ, đao hạ lưu nhân. Đi đi. Bệ hạ, bệ hạ, đao hạ lưu nhân, đao hạ lưu nhân. Bệ hạ, dưới đao tha người. Cái gì? Dưới đao tha ai? Là Vũ Văn Quá Thành. Hả? Đúng ra hắn phải chết từ sớm. Vậy trẫm trừ hại cho khanh, sao khanh lại bỏ qua? Đầu rơi xuống đất có ích gì chứ? Được, nếu như vậy thì cứ làm theo ý khanh. Người đâu? Dạ. Truyền ý chỉ của ta, đao hạ lưu nhân. Truyền ý chỉ của bệ hạ, áp giải tội thần Vũ Văn Quá Thành trở về. Quỳ xuống. Bệ hạ tha tội. Bệ hạ hỏi tại sao không giết Vũ Văn Quá Thành. Bần tăng có ba lý do. Thứ nhất, Vũ Văn hại người nhưng chưa từng giết người, nên bản chất có thể nói là thiện. Vũ Văn phục tội cũng từ cái thiện. Thứ hai, Vũ Văn âm mưu bại lộ cũng không hại ai được. Hắn sống ở đời để cảnh cáo những người đời sau. Phật nói buông đao xuống lập tức thành Phật, huống chi Vũ Văn Quá Thành. Thứ ba, thần tăng không phải vừa học Phật về sao, đã thấy cảnh máu đao. Ý tốt của bệ hạ chính là chấp nhận khẩn cầu của bần tăng. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phật môn đại từ đại bi. Vậy theo ý của pháp sư, thả hắn ra. Tạ bệ hạ. Còn không mau tạ đại đức của pháp sư. Tạ pháp sư, tạ pháp sư. Sao chưa lui ra? Dạ. Tạ bệ hạ, tạ pháp sư, tạ pháp sư. Quyền Trang pháp sư nghiên cứu Phật pháp, chu du Phật quốc, từng cai quản tiên thánh, từng thủ giáo từ thượng hiền.
Trình độ Phật học đạt đến đỉnh cao, làm Phật quốc thán phục, thống nhất giáo lễ cửa Phật, đúng là thời phùng kỳ nhân. Mang danh dự trở về nước thật là đáng quý. Danh dự kính nể, tiếp đãi bằng lễ nghi dương hậu. Vả lại ta lễ Phật của quân thần đại đường, nếu chúng khanh chậm trễ, trẫm sẽ ràng buộc bằng luật pháp. Đại sư thấy thế nào hả? Bệ hạ, cái này 17 năm trước bệ hạ đã ban đó. Hả? Trẫm phái vị khanh điều hết tướng tài cả nước tìm một nơi thanh tịnh trợ khanh dịch kinh. Tạ bệ hạ. Trung thần như vậy, đại đường hưng thịnh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Mời. Tạm biệt kinh thành, chớp mắt đã 17 năm. Kiếp người trôi nhanh. Phải đó, năm đó lúc Trịnh Tử Kiện gặp ông vẫn là một thanh niên, giờ cũng đã tứ tuần rồi. Khâm phục ngài sát đất, nhận trọng trách đại hưng Phật sự, làm sáng danh một cõi. Xin mời dùng trà. Phật pháp vô thường, không phải vật hay người. Ở bên ngoài chỉ biết nhớ quê hương và bạc hữu. Còn tha cho Vũ Văn, lúc đầu ta thấy kinh ngạc. Sau đó nghe còn nói đạo lý, mọi người mới hiểu. Sau khi đi Ấn Độ, quả nhiên đạt tới chân pháp. Dạ phải. Quan quan tương báo khi nào dứt? Sư phụ độ cho Phó Nghĩa không phải cùng một đạo ý này sao? Không, thiếp là phụ đạo, có lẽ không có lòng tốt như các ngài. Tên gian tặc Vũ Văn đáng tội chết. Nếu như đại sư đến trễ một chút, không phải đã giết rồi sao? Tuy ta tu hành nhiều năm, nhưng vẫn là một người thường tục. Ta chỉ biết nghĩ Vũ Văn thật đáng chết. Nhưng sau khi nghe Huyền Trang pháp sư gạt bỏ những ân oán riêng tư, thể hiện lòng từ bi, làm cho ta đột nhiên tỉnh ngộ, không phải lòng từ thu phục được nhân tâm sao? Ai cũng có tính Phật, bản chất là lương thiện. Phật pháp vô biên, có thể độ mọi người. Ta tin chắc là như vậy. Chỉ có pháp sư mới có lòng vị tha như vậy mà thôi. Không biết Vũ Văn Quá Thành lúc này có cảm tưởng gì? Thiếp nghĩ Vũ Văn Quá Thành vẫn chưa thông suốt. Phu nhân nói rất có lý. Không được. Thần thứ theo ta đến Lạc Dương, hắn rất hận Vũ Văn. Lúc đó chỉ cần hắn chạm vào đâu đó, chẳng phải sẽ phí tâm sức của con sao? Vậy phải làm thế nào? Hay để ta đi xem thử. Pháp sư đi nhanh lên đi. Ta sẽ đi ngay. Phục tội chính là thiện khởi. Phục tội chính là thiện khởi. Kiếp này vô hại, để cảnh đời sau. Rõ ràng là mua chuộc lòng người, giành lấy hư vinh.
Chỉ cần ta không chết, ta phải tính sổ. Ông không tính sổ được rồi. Lần trước không giết chết ông coi như mạng lớn. Nè, mà đợi ám khí ra đi. Nè. Là ngươi à? Ban ngày thì cứu ta, ban đêm đến giết ta. Trên đời này còn gì là thiện hành nữa chứ? Người đâu? Có thích khách? Xem đây. Sư phụ, cũng may vận số ta tốt, đuổi tới kịp. Quyền Trang pháp sư nói ta tới gặp con, dặn ta khuyên nhủ con tha cho Vũ Văn để hắn ăn năn. Phục tội chính là thiện khởi. Tội chính là thiện khởi. Phục tội chính là thiện khởi. Sư phụ à, như vậy nghĩa là sao? Tên ác nhân như Vũ Văn Quá Thành giữ lại làm gì? Không phải sư phụ vạch điểm yếu của con. Làm quả được chê lợn đen. Nhớ năm xưa con không phải chẳng phải Quyền Trang pháp sư từng nói phục tội chính là thiện khởi? Sư phụ, con hiểu rồi. Xem như nể mặt sư phụ, nghe lời sư phụ, tha cho hắn đi. Dạ, con nghe lời thầy. Tốt, đi. Trịnh đại nhân, ngài qua đây. Ngài xem, năm xưa khi ta ở chùa Tịnh Độ, lúc nào cũng thấy con sông này, tâm trạng bậc tăng giống như ngài con sông này. Ngài xem vui chưa kìa, đạo lý rất thâm sâu. Ngài còn nhớ không? Bên đây. A Di Đà Phật. Xin hỏi sư phụ, hòa thượng năm xưa ở chùa Tịnh Độ hiện giờ ở đâu? Vẫn còn một lão hòa thượng đang hướng dẫn tu bổ ở sườn núi. Ở bên kia. Chúng ta qua bệnh đi. Được, đi. A Di Đà Phật. Sư huynh. Sư đệ. Sư đệ. Sư huynh, cẩn thận. Sư đệ, sao không ngờ hôm nay đệ đến đây. Đa tạ. Sư huynh tu hành có căn cơ, sao lại ngã chứ? Gặp đệ ta vui mừng quá nên trợt chân, làm đệ phải đỡ huynh. Tốt, hai người cứ nói chuyện, ta về trước đây. Xin chào. A Di Đà Phật. Sư huynh, gặp lại huynh vui mừng đến nỗi quên cả Trịnh đại nhân. Không ngờ đệ lại đến thăm ta, ta vui mừng đến nỗi suýt nghĩ nữa là. Sư huynh. Hả? Sư huynh tu hành có căn cơ, làm sao ngã được chứ? Sư đệ à, Phật môn tuy tứ hải là nhà, nhưng vẫn không thể quên cố thổ. Sau khi sư tôn Thích Ca đắc đạo thành Phật, vẫn không quên, vẫn độ thân hữu năm xưa. Sư huynh hiện giờ đang không độ tự độ, tạm biệt Trường An đã 16 năm rồi. 16 năm rồi. Có thể thấy được sư đệ trở về là huynh mãn nguyện lắm rồi.
Đệ lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm, dương vấn trong lòng. Chỉ tiếc rằng các vị pháp sư năm xưa xuống tóc cho chúng ta đều đã viên tịch cả. Đa tình là Phật tâm, không tục là cốt tiên. Bồ Tát cứu thế không phải vô tình. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mời. Mời sư đệ. Mời. Khá lắm. Khá lắm. Mời. Ngồi đi. Đa tạ. Nè, dùng trà. Đa tạ. Sư đệ à, lúc chúng ta còn là tiểu hòa thượng, đệ luôn dạy ta biết chữ đọc kinh. Chớp mắt chúng ta đã 40 mấy tuổi rồi. Nhớ lại thời niên thiếu, đúng là có nhiều cảm xúc. Cơm đến rồi, mau ăn cơm đi. À được. Hiếm khi được đệ đến thăm. Cạn ly trà này, tất cả những lời muốn nói đều ở trong đây. Sư huynh, đệ tử Ấn Độ mang kinh Phạn Văn về hơn 600 quyển, đến nay vẫn chưa xem. Từ nay đây là chốn trở về của đệ. Kiếp người đau khổ, huynh còn khổ hơn đệ. Đệ không thể quên tình nghĩa của huynh đối với đệ lúc niên thiếu. Từ khi đệ đi rồi, người ở chùa Tịnh Độ chết cũng có, đi cũng có, cải tông cũng có. Để mau dịch sách kinh ra, để mọi người khỏi phải tranh giành với nhau nữa. Xin huynh chuyển lời cho sư huynh sư đệ năm xưa. Đệ chắc chắn bỏ cả kiếp này toàn lực dịch kinh, an ủi vong linh sư phụ, Phật môn không còn tranh giành. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Thiện tài. Thiện tài. Mời. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Sư huynh, có chuyện gì? Quyền trang không gì đền đáp. Thôi thì quả cho sư huynh một bức quả liên hoa. Tranh liên hoa, được, được đó. Nhanh lên, nhanh lên. Nè, nhanh nhanh lên, mau chuẩn bị giấy bút. Yeah.
xin sư huynh chỉ giáo. Được, được, vậy là quá tốt rồi. Xuất ô ni nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu, tố tâm sinh liên nhi khổ, u hương diễn ba nhi trường. Thanh thượng gia đâu? Phụ quan. Pháp sư mời ngồi. Mọi người cũng ngồi đi. Tạ phụ quan. Tạ phụ quan. Pháp sư trở về, cả nước chấn động. Trẫm thấy khanh cũng được mến mộ lắm. Trẫm kể cả chinh phạt đại sư cũng không lo nữa. Đa tạ ân sủng của bệ hạ, bần tăng không dám nhận. Đây là nơi lúc nhỏ trẫm học. Pháp sư, xin đừng câu nệ. Gần đây sức khỏe của trẫm sa sút, nên thường hay bệnh, không dám uống nhiều rượu, cũng giống như pháp sư, chỉ thích dùng cơm chay. Tối nay trẫm sẽ mời khanh bánh long phụng, thưởng thức canh hạt sen ở thiền trúc. Không biết pháp sư đã dùng những thức ăn gì, có thể giới thiệu cho trẫm một vài món không? Hả? Nè nè nè. Mời. Canh hạt sen này không biết là ở thiên trúc có không?